À, xin chào tất cả mọi người. Xin chào mọi Mình người. Phước Sửu. Em Thúy Hằng ạ. Hôm nay Phước Sửu và Thúy Hằng sẽ mang đến cho quý anh chị những cái sản phẩm gọi là đắc địa và những cái vị trí cực kỳ tuyệt vời và những căn hộ gọi là hạng sang cao cấp phòng Thúy Hằng. Dạ đúng rồi vị ạ. Vị trí ở đâu vậy Thúy Hằng ạ? Hiện tại dự án của mình nằm tại vị trí là bốn mặt tiền đường. Mặt tiền đường chính là đường Nguyễn Cơ Thạch và mặt đường tiền thứ hai đó là đường Đại lộ Hùng Cung, gọi hai lầu là Trần Bạch Đằng ạ. Chính xác, vị trí của Phước Sửu và Thúy Hằng đang đứng chính là cái căn hộ lô phong Thúy Hằng. Dạ, hiện tại hai anh em của mình đang đứng ở vị trí shop house của tầng khối đế của ngay dự án Thủ Thiêm Skyriver. Rồi, bây giờ Phước Sửu và Thúy Hằng sẽ là chi tiết cho mọi người cái này cái sa bàn. Dạ, và thực rồi. Tế cái căn hộ cũng đang được bàn giao rồi phong Thúy Hằng. Dạ. Thúy Hằng có thể là chia sẻ cho mọi người về cái lốc căn hộ ở đây. Hiện tại dự án của mình là sẽ được bàn giao, sẽ được mở bán vào tháng, dự kiến vào tháng 5 sắp tới, và mở bán tất cả các phân khu còn lại trên sa bàn của mình, trong cái phân khu của mình. Thì hiện tại á, là sẽ mở bán về căn hộ cao tầng. Nhà phố của mình chỉ sẽ có 10 căn nhà phố và dãy căn hộ Bodum chỉ có 16 căn thôi ạ. À, tuyệt vời quá. Thì cho mình hỏi là cái diện tích của các những căn nhà phố của Skyriver đợt này mở bán á, nhà thì phố của mình là sẽ nằm bên đây. Mình sẽ mặt sau. Những căn nhà phố thì nằm mặt sau, còn phía trước này là dạng như là shop không? Dạ đúng rồi. Nhà phố của mình thì thiết kế của mình sẽ có duy nhất 10 căn ở tại ngay tầng khối đế của mình thôi. Nhưng mà mình hỏi nhà phố này thì pháp lý sở hữu như thế nào? Pháp lý nhà phố được sở hữu lâu dài, sẽ được một trệt 3 lầu ạ. Wow, tuyệt vời. Tất cả ở đây là có sổ hồng gọi là vĩnh viễn luôn phong vậy? Dạ đúng rồi ạ. Chỉ có riêng shop house mới sở hữu 50 năm thôi, còn lại tất cả căn hộ, podium và nhà phố đều sở hữu lâu dài hết ạ. Quá tuyệt vời, như vậy là pháp lý cực kỳ chắc chắn đối với những căn nhà phố, những cái sản phẩm gọi là hot và những sản phẩm này là có 102 phong Thúy Hằng. Dạ đúng rồi. Thì hôm nay Thúy Hằng sẽ chi tiết cho những cái sản phẩm còn lại và những cái diện tích của cái block căn hộ mà mình đang mở bán. Dạ. Hiện tại thì rổ hàng của mình đợt mở bán cuối cùng á, thì mình chưa có biết chính xác được là sẽ mở bán là bao gồm những căn diện tích như thế nào. Nhưng mà những căn còn lại sẽ còn căn 1 phòng ngủ, 2 phòng ngủ, 3 phòng ngủ, duplex, 4 phòng ngủ và những căn hộ podium ở tầng khối đế bên kia đã shop house. Tí xíu mình sẽ qua đó mình xem. Về diện tích đối với căn 1 phòng ngủ là sẽ là 60m2. Dạ đúng rồi. 2 phòng ngủ sẽ có hai loại diện tích là 88 và 97. 3 phòng ngủ là 135m2. Và 4 phòng ngủ thì nó sẽ có diện tích là 201. Rồi, mình đi chi tiết qua cái mặt tiền chính đi Thúy Hằng ha. Ở đây có một cái liên kết thiết kế vậy gọi là gợn sóng phòng Thúy Hằng. Thì Thúy Hằng có thể là chia sẻ cho mọi người biết được cái là những cái tiện ích nổi bật của cái thằng Sky Thủ Thiêm này để cho quý khách hàng qua đây nhanh chóng xuống tiền và lựa chọn mua bán ngay trong cái thời điểm này. Đợt này về tiện ích của dự án á, sẽ có rất là nhiều tiện ích dành cho cư dân, đặc biệt là sẽ có hai cái hồ bơi, một hồ bơi ở ngay tầng trệt của dự án. Đó là hồ bơi với công nghệ điện phân muối, thì nó sẽ làm cho cái nước trong cái hồ bơi cho cư dân sẽ là sạch sẽ hơn và nó không bị bệnh giống như nước clo. Và một cái hồ bơi tiếp theo sẽ là tầng 20. Tầng 20. Dạ, tầng 20 của tháp 2. Tiện ích của mình sẽ nằm tầng trệt là cái đầu tiên. Thứ hai là nằm ở tầng 5. Tầng 5 sẽ kết nối giữa hai tháp, tháp 1 và tháp 2. Tầng tiện ích thứ hai là tầng tiện ích ở bên H1 là tầng 19. Tầng 19. Dạ, sẽ làm không gian cây xanh và có lối đi bộ cho cư dân nằm ở trên tầng 19. Và tầng tiện ích tiếp theo nó là tầng ích 20 ở H2 thì sẽ có hồ bơi trên không. Thì với cái hồ bơi này mình sẽ ngắm, cư dân có thể bơi và ngắm trọn sông view sông Sài Gòn. Và mình có thể nhìn rất là bao quát. Và một góc bên kia sẽ là phòng tập gym ở trên tầng 20 luôn, sử dụng cho mình có thể di chuyển qua bên này để cho nó dễ dàng cho khách hàng xem ha. Đây, tất cả những cái tiện ích này á Thúy Hằng ha, là coi như là hiện tại là chuẩn bị được bàn giao luôn rồi không? Quý 4 năm 2024 thì sẽ là bàn giao đợt đầu cho cư dân ạ. Đúng rồi. Nếu như mà cư dân đợt này mà quý khách hàng mua và thanh toán đủ á, đủ đúng tiến độ và cuối năm nay mình sẽ được nhận nhà và khai thác cho thuê luôn. Dạ, sản phẩm có thật luôn rồi. Dạ đúng rồi. Mắt thấy mà có thể sờ ngay được luôn. Quá tuyệt vời. Đợt này là phương thức thanh toán của chủ đầu tư đưa ra khá là tốt. Không? Dạ đúng rồi. Nếu như mà khách hàng có tài chính tốt có thể thanh toán nhanh trong vòng 3 tháng mình được chiết khấu 13%. 13% dạ, luôn. Đúng rồi, là nhận nhà và khai thác luôn. Còn nếu như mà khách hàng mà thanh toán giãn một tí xíu thì thanh toán 12 tháng thì chiết khấu 10%. Còn một điều đặc biệt là nếu như khách hàng mà sử dụng đòn bẩy ngân hàng, tại vì bây giờ lãi suất của ngân hàng khá là thấp, Vietcombank dạ khoảng 6%, 6% 2 năm cố định 2 năm. Dạ đúng rồi. Thì nếu như khách hàng nào mà chuẩn bị sử dụng đòn bẩy tài chính thì có thể là vay mình vào thanh toán 30%, sau đó mình nhận nhà và ngân hàng sẽ giải ngân cho vay theo tiến độ theo tiến đúng rồi theo tiến độ và được ngân hàng gốc và miễn lãi trong vòng 24 tháng.
Vậy là rất là tuyệt vời, nhận nhà rồi nhưng mà vẫn được ngân hàng giải ngân theo tiến độ, dạ, đúng là rồi. Không phải ngộp dòng tiền phải không? Và rất là nhiều cái chủ đầu tư là nó họ phải là bắt buộc phải thanh toán 95% để nhận nhà, nhưng đối với chủ đầu tư thì rất là dễ dàng. Tại vì cái khoảng thời gian thanh toán dù tháng 5 này khách hàng mà quý anh chị có mua thì sẽ thanh toán 10% cái hợp đồng mua bán. Đúng sau rồi. Đó còn 20% còn lại nếu sử dụng được ngân hàng nha, mình sẽ thanh toán giãn đến tháng 3 đến tháng 5, tháng 3 và tháng 5 của năm 2025 thì lúc đó mình thanh toán đủ 30%. Và đúng thời điểm đó mình được nhận nhà và làm hợp đồng vay bên ngân hàng. Có những cái điều khác biệt của căn hộ Giang River Thủ Thiêm mà nó hơn những căn hộ khác. Đó là một cái hành lang đi dọc trên tầng ở đây là tầng 5. Dạ, chính xác. Khách hàng có thể là tha hồ check in những dòng sông Sài Gòn này. Rồi mình có thể check in gọi là cái khu Thủ Thiêm này, phải không? Rất là đẹp xung quanh khu vực này. Và đồng thời là check in nhìn qua bên này là cầu Thủ Thiêm. Đúng rồi. Một điểm đặc biệt của phân khu mà đợt này mở bán đợt cuối cùng á là sau phân khu này thì chủ đầu tư sẽ triển khai tiếp phân khu tiếp theo là 3.7 thì tới, sẽ là một cái cầu nối dài giữa tầng 5 của ba phân khu còn hai phân khu còn lại và chiều dài của cái cầu là 800 m. Cho nên là nếu mà cư dân khi mà mua và sở hữu căn hộ ở đây khi mà đi tập thể dục á có thể đi sẵn trên tầng 5 và đi qua xuống những phân khu tiếp theo và không cần phải đi bộ xuống đường luôn. Chính mình sẽ đi trên thế này trên tầng 5 thôi. Đúng rồi, và có một cái điều đặc biệt là hiện tại hai tháp đang bàn giao thì gần như là tháp này sẽ cao hơn tháp kia và hạn chế gọi là sự chắn view tầm view phong. Dạ đúng rồi. Trong cái diện tích của dự án của mình phân khu này sẽ là 9.100 m² thì nó sẽ có tháp 1 là 25 tầng, tháp 2 là 32 tầng. 32 tầng. Thì cả hai tháp thì sẽ xây với được cái là dạng là xéo với nhau á nên tầm view đảm bảo tất cả các căn hộ đây đều có view. Đúng mặc rồi. Dù phía trước dự án của mình sẽ có một cái dự án là The River nhưng tuy nhiên đối với căn hộ thực tế tất cả đều 100% đều view, view ban công, view phòng ngủ đều có view, một là view tầng tiện ích nó rất là view nội khu rất là rất đẹp luôn. Hoặc là tầm view hơi thoáng ra là sẽ thấy một nhánh sông đối với những tầng thấp, còn những căn tầng cao là thấy ôm trọn sông. Đúng rồi. Dạ. Rất là tuyệt vời, coi như là một cái sản phẩm cực kỳ đặc biệt, một vị trí rất là tốt. Và nói đến chủ tư GS là một tập đoàn của Hàn Quốc. Dạ đúng rồi. Là một tập đoàn khá lớn tại Hàn Quốc về xây dựng cơ sở hạ tầng. Và gần đây thì họ đã đầu tư rất là nhiều sản phẩm tại Việt Nam. Và một cái ngoài cái dự án này thì còn có một cái dự án tại Nhà Bè với quy mô 350 hectare của Tuy Hàn. Và chưa nói là còn có những cái dự án tại bên chỗ Thảo Điền nè, rồi bên Long Bình quận 9. Quận 9, dạ đúng rồi. Một vài chủ đầu tư uy tín, giá căn hộ rẻ, những tiện ích cao cấp và những cái sự bàn giao chỉnh chu như đã chuẩn bị bàn giao cho khách hàng như vậy thì chắc là Thúy Hằng suy nghĩ khách hàng đợt này sẽ chốt điều nhanh hay không? Dạ sẽ rất là nhanh ạ. Thời điểm này và khách hàng chính sách vay ngân hàng tốt, lãi suất thấp, chủ đầu tư hỗ trợ khá là nhiều về hình thức thanh toán cho nên đợt này mà khách mà không nhanh chân sở hữu căn hộ tại Thủ Thiêm Sky River là sẽ không còn cơ hội để mua nữa đâu ạ. Chính xác. Dạ. Hãy inbox ngay cho Phước Sửu và Thúy Hằng để nhận nhiều thông tin mới nhất về cái dự án mở bán đợt này, phải không? Dạ, để lựa chọn cho mình những cái sản phẩm gọi là cực kỳ đắt giá trong khi thị trường bất động sản đang có chiều hướng tăng lên và có gọi là đã có nhiều nơi gọi là sốt và tạo nhiệt rồi. Dạ. Nhất là ngoài miền Bắc thì miền Nam vẫn còn đang giá đang trong biểu đồ là rất là thấp thì nên lựa chọn ngay Giang River Thủ Thiêm để lựa chọn. Còn một điểm đặc biệt mà giá mở bán đợt này nó rất là cạnh tranh ở so với thời điểm hiện tại đối với những căn hộ tầng khối đế podium có 16 căn nhưng mà giá thu mua đợt này chỉ có 5.000 cho 1 m² thôi. Đúng rồi. Cực kỳ tốt mà chưa tính thời điểm nếu mà khách hàng thanh toán có chiết khấu nó tính ra khoảng tầm hơn 4.000 1 m² thì để trở thành cư dân của Thủ Thiêm thì cực kỳ là rất là tiện á, dòng tiền rất là thoáng. Đối với một căn hai phòng ngủ 88 m² như này với khoảng tầm 11-12 tỷ chỉ cần 30% là đâu đó khoảng tầm 3.2 tỷ là khách hàng có thể mua và sở hữu được. Rất là tuyệt vời. Dạ. Rồi xin cảm ơn cả nhà đã xem qua kênh và nhớ lại inbox ngay cho Phước Sửu và Thúy Hằng để lựa chọn cho mình những cái sản phẩm cực kỳ đặc biệt tại nơi đây nhé. Dạ, xin chào ạ.